Kem siêu anh hùng. Xin mời. Wow, những cây kem siêu anh hùng. Ăn chúng thì có thể biến thành siêu anh hùng thật ư? Cứu tớ với. Nguy hiểm quá, mau cứu Ed đi, Luca ơi. Cảm ơn cậu. Cậu muốn vị kem nào? Eddie chọn cho mình một que kem và biến thành Black Panther. Hai siêu anh hùng nhí của chúng ta cùng nhau dập tắt đám cháy và giải cứu cho bạn cún con mắc kẹt. Cứu tớ với. Mau chặn cậu ta lại. Anh sẽ dập lửa. Em đi giúp ai bị thương nhé. Vâng ạ. Lính cứu hỏa Luca và bác sĩ Elsa đã tới để cứu mọi người khỏi đám cháy. Nhưng đám cháy dữ dội này từ đâu mà ra nhỉ? Thì ra thủ phạm chính là một con rồng biết phun lửa. Luca biến thành Captain America, còn Elsa thành nữ hoàng băng giá, cùng nhau lao tới ngăn rồng lửa lại. Chiến đấu cùng nhau. Tuyệt vời, hai bạn đã kết hợp với nhau để chặn rồng không thể phun lửa nữa rồi. Tớ bị đau răng nên mới phun ra lửa như vậy. Để tớ giúp cậu. Luca tiếp tục dập lửa còn sót lại xung quanh. Còn Elsa thì giúp bạn rồng nhổ chiếc răng sâu ra. Thật vui khi được giúp đỡ mọi người, phải không các bạn nhỏ? Cảm ơn nhé.
máy bán nước nổi loạn. Các bạn nhỏ đang thích thú mua nước từ chiếc máy bán hàng tự động. Xin chào. Xin chào. Tôi muốn nước ngọt. Cậu phải đút tiền vào đây. Tôi không có tiền. Đưa nước ngọt cho tớ. Ôi không, dừng lại ngay, Big Boy. Big Boy đã khiến máy bán nước nổi giận và biến thành quái vật tấn công các bạn nhỏ. Luca và Elsa nhanh chóng biến thân thành các siêu anh hùng nhí và chiến đấu với quái vật máy bắn nước. Sao cậu lại làm thế? Cậu ta làm tớ đau. Không được làm vậy nữa nhé. Tôi xin lỗi. Chơi thật vui và đừng nghịch ngợm như Big Boy nhé, các bạn nhỏ. Trang phục Pokemon. Là quả cầu bắt Pokemon à? Ôi nhìn kìa, Luca đã biến thành Charmander. Tuyệt quá. Đợi đã. Để con giúp mẹ. Ôi, rắc rối rồi Luca ơi. Luca. Dù khởi đầu với rắc rối nho nhỏ, nhưng Luca vẫn vô cùng thích thú với những quả bóng Pokemon thần kỳ. Có khói kìa, liệu có phải một đám cháy không? Luca biến thành Wododo để phun nước dập lửa, nhưng... Luca, lại là cậu. Tớ xin lỗi, để tớ nhóm lửa lại nhé. Tớ chẳng giúp được ai, chỉ toàn gây rắc rối thôi. Bố có ý này. Mất điện rồi. Thức ăn sẽ bị hỏng mất. Máy sưởi cũng tắt rồi. Phone, cho tớ quả cầu Pokemon. Quả này. Wow, Luca đã biến thành Pikachu và phóng ra điện cho các thiết bị trong nhà. Cảm ơn anh Luca. Thì ra tất cả đều là kế hoạch của bố. Thật đáng yêu. Huy hiệu việc tốt. Mẹ ơi,
để con giúp. Ồ, cảm ơn con yêu. Luca, cậu bé hướng đạo sinh của chúng ta được nhận thêm một huy hiệu việc tốt từ mẹ. Anh có 3 huy hiệu. Em có 5 chiếc. Anh sẽ kiếm nhiều hơn. Không thể thua kém Elsa. Luca cố gắng nghĩ xem mình có thể giúp đỡ mọi người làm gì để có thêm huy hiệu. Cháu đang làm gì thế, Luca? Cháu giúp bác hái táo ạ. Nhưng cây đó táo còn chưa chín. Cháu xin lỗi. Để cháu giúp bà. Qua đường rồi ạ. Cháu sai đường rồi. Nhưng có vẻ như công cuộc làm việc tốt của Luca lại chẳng thuận lợi chút nào. Cái gì thế, Max? Nhìn kìa, đó là những huy hiệu mà Luca luôn ao ước. Con làm mất 2 chiếc huy hiệu rồi. Cậu muốn giữ lại huy hiệu đó cho riêng mình ư, Luca? Nhưng như vậy thì Elsa sẽ buồn lắm đấy. Của em đây. Cảm ơn anh Luca. Luca cuối cùng vẫn là một cậu bé thật tốt bụng. Cảm ơn anh đã tìm giúp em. Cái này cho anh này. Hãy nhớ, nhặt được của rơi thì trả lại người đánh mất nhé, các bạn nhỏ. Máy bán kẹo cao su. Nhìn kìa, một chiếc máy bán kẹo cao su. Chiếc máy thật thần kỳ, nó có thể biến ra thật nhiều đồ chơi. Chào cậu. Ôi, Luca, bạn muốn đem bông hoa về tặng mẹ ư? Không được hái hoa ở đây đâu, Luca. Ha ha ha!
Ôi không, bạn Hoa đã biến thành khổng lồ. Cảm ơn Elsa. Không được tự ý hái hoa nhé. Xin lỗi cậu. Những chú chó đốm. Ông bà có bất ngờ cho các cháu đây. Nhìn những chú chó đốm dễ thương kìa. Wow, những chú chó đốm. 1, 2, 3. Bà nghĩ là chúng đã đói rồi. Các cháu giúp bà cho chúng ăn được không? Luca và Elsa tìm cách để phân biệt những chú chó đốm. Chúng trông giống nhau quá. Anh đã có cách. Những tờ giấy dán số nhanh chóng rời ra khỏi người những chú chó đốm rồi. Chúng ta có thể làm quần áo cho chúng. Luca và Elsa chuẩn bị 3 bộ quần áo cùng 3 khay thức ăn với màu sắc khác nhau cho những chú chó đốm. Có thể dễ dàng phân biệt những chú chó đốm rồi. Thật là sáng tạo, đúng không nào các bạn nhỏ? Hồng, xanh dương, vàng. Các cháu thật thông minh. Ngày lễ tạ ơn. Giúp bà cho gà Tây ăn nhé. Vâng ạ. Sao cậu lại khóc vậy? Hôm nay là ngày lễ tạ ơn. Mình sẽ biến thành bữa tối cho ngày lễ tạ ơn mất. Đừng khóc nữa. Chúng tớ sẽ giúp cậu. Nếu bạn ấy gầy thì sẽ không sao đâu. Luca và Elsa cố gắng giúp gà Tây tập thể dục để giảm cân. Nhưng có vẻ chuyện đó không hề dễ chút nào. Tớ có ý này. Massage để giảm cân cũng là một ý hay. Yeah.
ơi, bạn có thể dừng ăn lại được không? Bà ơi, đừng mang bạn gà Tây đi. Nhưng chúng ta không thể thiếu gà Tây trong ngày lễ tạ ơn được. Luca và Elsa cùng nhau thu hoạch rất nhiều loại rau củ. Các bạn ấy định làm gì vậy nhỉ? Chúng ta có thể dùng bạn gà Tây này thay cho bạn ấy ạ. Bà cần gà Tây để ra chào đón các vị khách đến bữa tiệc. Mừng lễ tạ ơn các bạn nhỏ. Các bạn nhớ like và bấm đăng ký để chúng mình có thêm nhiều động lực sản xuất những video trong thời gian tới nhé.